Này chú. Anh đi mua cơm hả? À, mua giùm em hộp cơm nhá. Dạ, hát nữa về em đây. Chứ sao nãy Đặng Hiếu hả? Mấy chú? Đặng Hiếu hả? Hay sao? Để... À, Đặng rễ hả? Con chạy ra đi, còn ngoài này nè, còn cái nguyên này nè, không có ăn hả? Rồi rồi rồi. Được không? Quá là thổ phần.
Rồi cái con vợ thật nó mới chạy ngang nó đi bỏ nước hay gì à?